Xin chào quý cô bác, quý anh chị, các bạn nha. Nay là ngày 15 tháng 1 năm 2022. Mình có về mấy cái dòng máy tính bảng và mấy cái dòng điện thoại Note 4 với iPhone 5S và iPhone 4. Mình sẽ test máy và chia sẻ báo giá cho cả nhà xem mua máy tính bảng và điện thoại ủng hộ nghe nha. Đây mình có về một cái máy tính bảng là 10 inch, nhưng mà trước tiên là mình test cái máy này. Cái này cái vỏ hơi xấu, mặt kính trước trầy nha cả nhà. Này được gần 80%, nhưng mà mặt kính trầy nhưng mà màn hình vẫn mượt, không ảnh hưởng tới màn hình đó. Cây này là cây notepad, cây này là RAM 2GB16. Màn hình vẫn mượt đó, bị kính trầy thôi, không ảnh hưởng gì tới cảm ứng nha cả nhà. Android đó là 6 chấm, RAM 2GB16. Để mình test âm lượng. Đó, chuông đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ test camera. Đây là camera trước, camera sau. Nó bị mất nắp đậy rồi nha cả nhà. Cây này nó mất nắp đậy nhưng mà vẫn xài sim nha. Máy này vẫn xài sim, nó bị mất nắp đậy thôi. Cây này là mặt kính trước bị trầy nè. Em quay cận cảnh cho cả nhà thấy nè, nó bị hơi bị trầy nè. Cảm ứng không có vấn đề gì hết. GB16. Cây này em bán giá 650 nha. Notepad RAM 2GB16, mặt kính trầy nhưng mà không ảnh hưởng gì tới cảm ứng hết. Notepad Tab 10 màu trắng bạc. Rồi tiếp theo em sẽ chia sẻ cái máy tính bảng Tab 4. Này em có về hai cây Tab 4 nha. Hai cây Tab 4 màu đen. Tăng độ sáng lên. Rồi Tab 4 này thì cả nhà cũng mua em thường thì cả nhà cũng biết là Tab 4 này là xài TikTok được, coi YouTube được, YouTube đỏ, YouTube đen, YouTube xanh không quảng cáo được nha. Khách nào có nhu cầu thì kêu em tải, xài Zalo vẫn được luôn. Màn hình mượt, mặt kính trước trên 80%, mặt sau cũng vậy. Cây này giá 900k cả nhà. Thế em bán máy không kèm phụ kiện, phí ship khách trả nha cả nhà. Với hình thức ship là ship code. Mấy anh chị cô bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ với em số điện thoại 0388 792 574. Cứ kết bạn Zalo với em rồi gửi hình qua. Muốn coi hình thì em sẽ gửi hình và em test máy bằng video cũng được. Nói chung khách có nhu cầu, trừ phi em mất công việc em chưa test máy video cho khách được thì em sẽ hẹn. Còn nếu mà em rảnh, em không đi thành phố thì em sẽ test máy cho khách bằng video. Nói chung là khách mua cái gì em ship đi trang cái đó. Cây này giá 900k, máy được trên 80% nha cả nhà. Cây này em test camera luôn. Em test âm lượng chuông. Chiều xe chạy qua là hơi ồn, cả nhà thông cảm giùm em nha. Rồi giá 900k. Tiếp theo em có về một cây Asus. Asus màu trắng mà nó không còn được trắng trong nha. Nó hơi đục rồi, màu trắng đục. Cây Asus thì để em coi còn pin không còn pin. Cây Asus này mình vô coi cấu hình, coi hình, coi Android đó, Android mấy nha cả nhà. Android nó 4.2
vẫn xài Zalo, TikTok được, coi YouTube được. Còn khách nào muốn ta tải YouTube xanh á, không quảng cáo á, rồi cứ comment em kêu em tải, em sẽ tải cho. Cây này để cây này em đã tải tài khoản Google nha cả nhà. Cây này bây giờ mình vô YouTube coi thử. YouTube này không quảng cáo nha. Hồng quê đi. Đây là em test YouTube cho khách nha. Asus màu trắng. Cây này giá 750k cả nhà. Màn hình 8 chấm. Đang hát YouTube. Rồi, tiếp theo mình sẽ chia sẻ cây Tab 4 màu trắng. Cây Tab 4 màu trắng. Giờ tiếp theo mình sẽ test camera trước. Camera sau. Rót ra. Mình sẽ test chuông âm lượng nha nha. Âm lượng chuông nhẹ. Rồi cây màu trắng này giá cũng 9k 100k. Máy được trên 80%, mặt kính trước không trầy xước nha cả nhà. Có mặt sau hơi xấu, mặt trước một tí thôi, giá 900k. Tiếp theo em còn một cây Matte Android 9 nha. Cây này Matte Android 9. Âm lượng chuông. Matte Tab 10 Android 9. Màn hình 10 inch. Mình test camera ảnh, chụp ảnh, máy ảnh. Đây camera trước nè khách. Camera sau. Rồi cây này giá 1,1 triệu. Mình vô cấu hình cài đặt cho cả nhà xem là Android nó Android 9 rồi. Trở về. Tab 10 Pro Android 9 phiên bản nè, Android 9. Cây này giá 1,1 triệu. Ai có nhu cầu mua alo em. Số điện thoại 0388792574, ship code ship toàn quốc nha. Em còn cây Lenovo nha. Cây Lenovo này là Android 6 chấm, cũng xài Zalo, Facebook, YouTube bình thường. Cây này để em sẽ test YouTube cho cả nhà xem. Đây. Mình sẽ nghe nhạc. Đây YouTube nè cả nhà. Cây này giá 1,1 triệu nha cả nhà. Lenovo. Ờ. 1,1 triệu nha cả nhà. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ mấy dòng điện thoại. Nay mình có về Note 4. Mình quên mình còn một cây Tab 3V. Cây Tab 3V này màn hình 7.5. Máy được trên 80%, cây này là giá 700k, màu vàng. Ai có nhu cầu mua nè. Gì vậy? Trời ơi, ông nghĩ sao có máy lời có 20 ngàn bán cho ông 130 thôi. Để con để chơi cũng được. Giờ ông ra mua máy mới đi. Trời ơi, cái máy của bắp về bán 150 còn trả giá nữa. Nay mình có về cây iPhone 4 nha cả nhà. Cây này là cây iPhone 4 mini.
mình vô cài đặt, mình sẽ vô cài đặt mình coi cái cài đặt chung iPhone mini. iPhone này iPhone 4. Giá 450k, ai có nhu cầu mua alo mình. iPhone này iPhone 5S. iPhone 5S cây này 1 triệu. Này 64GB, iPhone chính hãng nha. Thế An giới thiệu những dòng iPhone là iPhone chính hãng. Cây này là 64GB. Vô cài đặt chung nè. Dung lượng không giới hạn nè. Vô cài đặt. À, cây này 64GB nè cả nhà. 5S. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ những dòng điện thoại. Nay mình có về cây Note 4. Cây Note 4 này có cây còn cây viết nha. Khách nào có xài viết thì cứ lấy ra xài. Còn Note 4 này là mấy chú lớn tuổi hay mua hay nói mình mới biết là cái này là đo được điện tim hay là đo được huyết áp cao gì đó, mình cũng không rành. Nhưng mà dòng Note 4 này là khách chủ mua lắm. Cây Note 4 này là mặt kính trước không trầy xước nhiều nha cả nhà, mặt sau cũng vậy, máy được trên 80%. Cây này mình bán giá 1,1 triệu, RAM 3 GB 32, camera trước, camera sau. Cây này mình vô cài đặt âm lượng chuông. Máy được trên 80%. Giá 1,1 triệu, màu trắng. Vô phần giới thiệu điện thoại luôn. Giới thiệu thông tin. Note 4 RAM 3 GB 32, màu trắng. Tiếp theo em sẽ giới thiệu mấy cái dòng điện thoại như G7 Pro, G7 RIM. Đây em có về được mấy cái G7 Pro. Cây màu vàng đồng, máy đẹp trên 80%, mặt kính trước không trầy xước nhiều. Mình test cảm ứng luôn nha cả nhà. Cây này giá 1,7 triệu. Rồi test âm lượng. Chuông âm lượng. Màu vàng đồng. Cây này 1,7 triệu. Tiếp theo em còn một cây màu đen. Nói chung G7 Pro này em bán được cho nên em hay nhập về. Màu đen máy cũng đẹp trên 80%. G7 Pro RAM 3 GB 32, chơi game Liên Quân Free Fire đều được. Thông tin G7 Pro màu đen. Mình bán Samsung chính hãng. Màn hình riêng nha cả nhà. Cây này giá 1,7 triệu. Tiếp theo mình có cây này. Cây này cũng G7 Pro, nhưng mà mặt kính trước trên 80%, mặt sau thì nó hơi bị trầy một tí, cho nên cây này mình bán giá 1,6 triệu. Tiền nào của đó nha cả nhà. Cho nên mấy anh chị cô bác mua đừng có so sánh chỗ nào bán rẻ chỗ nào bán mắc. Mình bán giá cả phải chăng cho khách dễ xài, máy nghiêm chỉnh. Còn những chỗ bán máy tàu lao mấy giá cả rẻ bèo, mua về biết xài được không. Có sao mình nói vậy thôi, máy tình trạng sao mình báo hết. Cây này giá 1,6 triệu. Để em test âm lượng chuông luôn. Cây này giá 1,6 triệu. Em có về một cây C7+, màu đen và màu vàng luôn.
Z7 cộng, RAM 4 GB 64, chơi game Liên Quân Free Fire đều được, máy mạnh. Vô cơ lên cầu đặt Z7 cộng, mình sẽ test cảm ứng cho khách luôn. Rồi cái Z7 cộng này giá 1.900.000, máy đẹp trên 80%, và cây màu vàng đồng luôn. RAM 4 GB 64 nha cả nhà. Em còn một cây, cái vỏ hơi xấu cho nên cây này em để giá là 1.800.000, mặt kính trước vẫn trên 80%. Kính trước trên 80%, mặt sau thì nó hơi bị trầy xước một tí cho nên em để giá là 1.800.000. Z7 cộng, RAM 4 GB 64, chơi game Liên Quân Free Fire đều được. Đây em có về mấy cái Asus màu đen. Cái Asus màu đen, cây này RAM 2 GB 16, chơi game quá trời luôn nè, máy mượt. Máy này game quá trời luôn, khách nào mua về xài rồi xóa rồi chơi, hoặc là để chơi luôn cũng được. Cây này giá 750k, màu đen. Tại em chưa rảnh chạy này ra, chạy này ra máy được trên 80% luôn. Tại khách trước dán á cả nhà, mà kính trước không trầy xước nhiều, máy được trên 80%. Asus 750k màu đen. Em có một cây nữa nó bị cấn màn hình, cây này em bán giá 650k. Nó cấn chính cái này một tí rồi cả nhà, không ảnh hưởng gì tới màn hình hết, cấn cái này miếng rồi. 650k. Nay em có về Z2Gym, nói chung là Z2Gym bán được cho nên em cũng hay nhập về Z2Gym. Cái Z2Gym này giá 750k, máy đẹp trên 80% luôn. Chơi game Liên Quân, cái này là học online được. Cái này em quên, chơi game nhẹ được chứ game mạnh không được. Đây, em tắt chuông mà em quên, tưởng lại điện thoại chụp hình. Cái ra trước, cái ra sau. Cái này giá 750k, máy được trên 80%. Em cũng còn mấy cây Z2Gym nữa nè. Cái này lót nó xấu, nó có xấu cho nên em để cây này là đi hay riêng. Cây này em để giá là cây này lộn, cây này G530 cả nhà. Cây này G530 lót xấu nên em để giá 600k, nó bị xấu lót thôi. Còn cây ghi hay ghim nữa nè, cây này giá là cũng 750k luôn, màu vàng đồng. Cây G530, cây này giá 700k nha cả nhà, màu trắng nè. Tiếp theo em còn cây Matte. Cây Matte này là màn hình 5.6, cây này là giá 750k. Rồi tiếp theo em sẽ chia sẻ cái Oppo Reno 7. Cây này là giá là 750k, máy được trên 80%. Đẩy xích tới mà em nha. Còn cây này là bị đấm lót cho nên bán cây này là giá 55k nha cả nhà. Tiếp theo em còn cây Hawaii nha, cây Hawaii này em bán giá 55k luôn, xài được 4 sim 4G luôn. Cây Hawaii màu vàng này là giá là 650k, lên mạng coi YouTube ok nha.
Em còn cái Asus màn hình 5.6. Cây này màn hình 5.6, cây này giá 800k, màu đỏ. Em còn cây Vimax. Vimax này RAM 2GB16, cây này giá 1.1 triệu. Vimax này của ông Vimax sản xuất, máy được trên 80%. Tiếp theo là cây Sony C6, cây này giá 1.3 triệu, RAM 3GB32, màn hình 1 nha. Máy được trên 80%, có bo hơi xấu một tí. Cây này giá 1.3 triệu nha cả nhà. Rồi Thúy An xin dừng video ở đây, mong quý cô bác và anh chị xem clip của Thúy An cảm thấy hay, nhấn chuông, đăng ký kênh, chia sẻ giùm em để em có động lực làm nhiều cái clip hay cho cả nhà cùng xem. Hẹn clip sau.